lo cho cuộc phẫu thuật của em rồi. Trên đời này á, anh chỉ có em mới là người thân duy nhất thôi. Em phải cố gắng mạnh mẽ, đừng có bỏ anh nha. Nghe lời anh, mau tỉnh lại đi. Cô nghĩ là cô trốn thoát khỏi đây. Con, sao rồi con? Có tin tới chuyện của Hiền không con? Đã mấy ngày rồi, má lo sợ.